Nói đến nghệ thuật dân gian tại Việt Nam thì không thể nào bỏ qua tuồng. Loại hình này thường mang âm hưởng hùng tráng, ngợi ca các nhân vật xả thân vì đại nghĩa, qua đó truyền tải bài học về cuộc sống, về đạo làm người. Bị tác động mạnh mẽ từ tuồng cũng như đời sống nghệ thuật xung quanh nó, nhiều năm nay, ông Trần Ngọc Vân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã dành phần lớn thời gian của mình cho việc vẽ mặt nạ tuồng trên chất liệu composite. Mong muốn của ông là lan truyền tới những người xung quanh và bạn bè quốc tế những câu chuyện đằng sau mỗi gương mặt đầy ấn tượng này. Có những gia đình có ba thế hệ cùng gắn bó với hát bội Bình Định. Đời bà, đời cha mẹ tới đời con gái bây giờ chứng kiến những cặp nghệ nhân đó. Họ yêu nhau trên sân khấu, rồi họ sanh nhau trên sân khấu, bây giờ cũng mang dạy cửa. Họ cũng trần trọc với đứa con đó trên sân khấu, rồi bây giờ thấy những đứa bé đó nó chập những nó bước ra cái cuộc sống tìm hiểu. Một thời gian là một cộng tác sở văn hóa thông tin, các anh bên bảo tồn các cái dự án về văn hóa phi vật thể của tỉnh Bình Định. Từ đó cho mình có góc nhìn mới hơn về quê hương của mình, về các cái đặc sản mà quê hương mình đang có mà tại sao mình chưa khai thác được. Ông Trần Ngọc Vân năm nay 63 tuổi, vốn là cựu chiến binh. Trở về từ chiến trường ca, ông làm nhiều việc rồi dần bén duyên với công việc quảng bá du lịch, văn hóa cho quê hương. Dẫu không được đào tạo về mỹ thuật, ông vẫn say mê tìm hiểu rồi tự vẽ nên những mặt nạ tuồng bắt mắt để lan tỏa đi muôn nơi. Chính điều này đã truyền cảm hứng cho chị Đinh Thị Thu Duyên, một họa sĩ trẻ đồng hương cùng tham gia. Trong tuồng, các tuyến nhân vật chính diện, phản diện và các nét tính cách đặc trưng đều phải được thể hiện qua thái độ, cử chỉ và lời nói. Vì vậy, những mặt nạ tuồng hay những lớp trang điểm tuồng thể hiện qua các màu sắc và họa tiết cũng phải cho thấy rất rõ điều này. Màu đỏ, màu trắng và màu đen. Chỉ ba với ba màu đó thì đã thể hiện cái tính cách của cái nhân vật của vai diễn. Màu đỏ là tượng trưng cho cái sự trung thành, cái lòng trung với nước, hiếu với dân, phục vụ sẵn sàng hy sinh cái bản thân mình, gia đình mình để phục vụ cho tổ quốc thì chính nghĩa. Cái mặt trắng thì thể hiện cho các quan lại. Đen thể hiện cho cái sự gian xảo của các cái tầng lớp mà mưu mô về trang lễ lớp cho mình, đó là cái sân khấu của Việt Nam mình, nó có nét rất là đặc trưng, rất riêng. Thì vẽ mặt nạ này khó nhất là thể hiện cái hồn của nó, nhân vật dữ phải ra dữ mà nhân vật hiền phải vẽ cho ra hiền, phải pha màu như thế nào, phải kết hợp những cái đường nét như thế nào thì để toát lên cái khí chất của nhân vật đó. Khi mà người bên ngoài mà không có hiểu về màu sắc, không hiểu về nghệ thuật á, người ta nhìn vô người ta vẫn thấy được cái hồn của nó. Đấy là điều mình vẫn còn đang phải học hỏi nhiều ở chú Văn. Không phải ngẫu nhiên mà Bình Định nổi tiếng với tuồng hay hát bội. Bởi đây là vùng đất ươm mầm Đào Duy Từ và Đào Tấn, những người được coi như ông tổ, ông vua của nghề tuồng trên đất Việt. Vì vậy, việc hai chú cháu theo đuổi và nuôi dưỡng đam mê mỗi ngày cũng chính là cách để làm sống mãi những giá trị nghệ thuật dân gian đặc sắc và đậm đà của xứ Nẫu Bình Định nói chung và của đất Việt Nam nói riêng. Đặc biệt nhất là mình đưa cái sản phẩm mặt nạ cho khách du lịch trải nghiệm với là những người nước ngoài. Khách rất là thích, những người mà đến lần đầu tiên là người ta rất là thích và để cho tiếp cận cái văn hóa của mình rộng rãi hơn thì mình quyết định là tặng hoàn toàn miễn phí cho các khách nước ngoài đó. Qua cái kênh đó để người ta giới thiệu về cái di sản của mình nó rộng rãi hơn và mang tính chất là thoải mái và tự nhiên hơn.